Cùng bạn đọc sách xin chào các bạn và các em. Các bạn và các em thân mến, trong kho tàng truyện cổ tích của nhà văn, nhà thơ người Đan Mạch Andersen, thì nàng tiên cá là một câu chuyện nổi tiếng nhất. Chuyện kể về một nàng tiên cá nhỏ, mong muốn từ bỏ cuộc sống dưới đáy biển và thân phận nàng công chúa của thủy cung để có được tình yêu của chàng hoàng tử trên mặt đất và có một linh hồn của một con người. Trong chương trình dành cho thiếu nhi tuần này, cùng bạn đọc sách sẽ kể cho các em nghe câu chuyện Nàng tiên cá của Andersen. Chuyện kể rằng có một nàng tiên cá nhỏ sống trong một vương quốc dưới nước cùng với cha của nàng, vua biển cả. Mẹ của nàng, bà nội của nàng và 5 người chị gái. 6 chị em đều là những nàng tiên vô cùng xinh đẹp. Nàng tiên Úc là người xinh nhất, suốt ngày mơ ước được biết đến thế giới loài người. Tuy nhiên những cư dân dưới biển chỉ được phép lên bờ khi đã đủ 15 tuổi. Cuối cùng rồi cũng đến ngày sinh nhật lần thứ 15 của nàng. Hồi hộp, nàng tiên cá bơi lên mặt nước. Nàng nhìn thấy một chiếc thuyền buồm lớn ở phía chân trời. Nàng nghe thấy tiếng hát, tiếng cười rộn rã của các thủy thủ. Họ đang chúc mừng hoàng tử của vương quốc họ tròn 16 tuổi. Nàng tiên cá bơi tới gần chiếc thuyền và nhìn thấy chàng hoàng tử đầy quyến rũ. Đột nhiên, giông bão nổi lên. Nàng tiên cá không rời mắt khỏi hoàng tử nên thấy chàng bị ngã xuống biển. Nàng vội vàng bơi đến và kịp cứu chàng. Nàng ôm chàng và cứ thế họ trôi dạt suốt đêm. Cuối cùng nàng đã mang được chàng hoàng tử còn đang mê mang vào bờ. Nàng đợi ở đó, đợi cho đến khi có một cô gái từ ngôi đền đi đến và tìm thấy chàng. Vì bất tỉnh, chàng hoàng tử chưa bao giờ nhìn thấy nàng tiên cá nhỏ đã cứu chàng. Từ hôm đó, ngày nào nàng tiên cá cũng ngoi lên khỏi mặt nước, mong nhìn thấy hoàng tử. Nàng rất muốn nói với hoàng tử rằng chính nàng là người đã cứu chàng, nhưng nàng không thể. Nàng rất đau khổ vì không phải là người, không có đôi chân như con người. Nàng tiên cá hỏi thăm bà nội nàng, nếu con người không chết đuối thì họ có bất tử không? Bà nội nàng giải thích rằng tuổi thọ của con người ngắn hơn của loài tiên cá, nhưng con người có một linh hồn bất diệt. Nàng tiên cá nhỏ ao ước có được chàng hoàng tử và một linh hồn bất diệt. Nàng đã tìm đến mụ phù thủy của biển. Phù thủy biển trao cho nàng một lọ thuốc để nàng có được đôi chân. Nhưng đổi lại, nàng phải cho mụ cái lưỡi của nàng, vì mụ rất thích giọng hát mê hồn của nàng. Mụ cũng cho nàng biết, một khi đã biến thành người, nàng sẽ không bao giờ trở lại thành tiên cá được nữa. Đồng thời, nàng sẽ không bao giờ gặp lại các chị và quay về thủy cung được nữa. Và đau đớn hơn, nếu nàng không chiếm được tình yêu chân thật của hoàng tử và hoàng tử cưới một người con gái khác, khi bình minh ngày hôm sau đến, trái tim nàng tiên cá nhỏ sẽ tan vỡ. Nàng sẽ chết và tan biến thành bọt biển. Biết là nguy hiểm, nhưng nàng tiên cá vẫn chấp nhận. Nàng đã trở thành người, nhưng bị câm. Hôm sau, nàng tiên cá rời bỏ thủy cung, và khi lên đến biển, nàng uống thuốc rồi bất tỉnh. Khi thức dậy, nàng thấy hoàng tử đứng trước mặt đang nhìn nàng. Chàng hỏi nàng là ai, nhưng nàng không trả lời được. Sau đó hoàng tử đưa nàng trở về cung điện. Ở đó người ta mặc cho nàng những bộ quần áo đẹp nhất. Hoàng tử yêu mến vẻ đẹp và sự duyên dáng của nàng, mặc dù nàng bị câm. Trên hết nàng yêu thích điệu nhảy của nàng. Nàng tiên cá nhảy múa vì hoàng tử. Dù mỗi lần chân chạm đất, nàng như dẫm lên dao sắc, hàng ngàn cây kim đâm vào chân vô cùng đau đớn. Hoàng tử đã gọi nàng là cô bé lạc loài. Nàng vẫn tiếp tục nhảy múa, mặc dầu mỗi lần chạm chân xuống đất, nàng cảm thấy đau đớn vô cùng. Hoàng tử lưu nàng lại và cho phép nàng ngủ trên chiếc giường đệm nhung ngay trước cửa phòng mình. Càng ngày nàng tiên cá càng yêu hoàng tử hơn. Nhưng hoàng tử chỉ yêu nàng như yêu một người em gái hiền hậu dễ thương thôi. Chàng không hề hay biết rằng nếu chàng không yêu và cưới nàng thì nàng sẽ không thể nào trở thành người có linh hồn bất diệt. Và sau ngày chàng lấy người khác làm vợ, nàng sẽ phải biến thành bọt biển.
hoàng tử lại yêu cô gái mà đinh ninh rằng cô là người đã cứu mình trong cơn bão giông hôm trước. Vì câm nên nàng tiên cá không thể nói cho hoàng tử biết được chính nàng mới là người đã cứu chàng. Rồi một ngày kia, hoàng tử đến tuổi lấy vợ. Chàng đi thăm nàng công chúa đã chọn cho chàng từ khi mới sinh và vui mừng khi nhận ra cô gái đó chính là người chàng đã gặp hôm nào trên bãi biển sau hoạn nạn. Hoàng tử và công chúa kết hôn. Trái tim của nàng tiên cá nhỏ tan vỡ. Nàng nghĩ đến tất cả những thứ nàng đã từ bỏ, những nỗi đau mà nàng đã phải chịu đựng. Nàng tuyệt vọng, nghĩ rằng cái chết đang chờ đợi nàng. Nhưng trước khi bình minh đến, các chị của nàng mang cho nàng một con dao mà mụ phù thủy biển cho họ. Họ đã phải cắt đi những mớ tóc dài tuyệt đẹp của họ để đổi lấy một con dao duy nhất để cứu được cô em út của họ khỏi cái chết. Các chị nói, nếu nàng tiên cá dùng con dao ấy đâm hoàng tử và để máu chàng chảy xuống chân nàng, thì nàng sẽ trở lại thành tiên cá. Tất cả những nỗi đau nàng chịu đựng sẽ chấm dứt và nàng sẽ sống cho đến hết tuổi thọ của mình. Chứng kiến hôn lễ của hoàng tử, nàng tiên cá cảm thấy cõi lòng tan nát. Nàng tiên cá cầm con dao và run rẩy đến gần hoàng tử. Nhưng nàng tiên cá không thể giết hoàng tử vì tình yêu vẫn ngập tràn trong trái tim của nàng. Chàng đang âu yếm ôm cô vợ trẻ ngủ. Nàng tiên cá đặt một chiếc hôn cuối cùng lên trán hoàng tử và nàng quăng con dao đi. Sau khi ngắm hoàng tử một lần cuối cùng, nàng chạy ra lao xuống biển và thấy mình tan dần trong đám bọt biển. Nhưng thay vì không còn tồn tại nữa, nàng cảm thấy ánh mặt trời ấm áp. Nàng đã trở thành một linh hồn, một người con gái của không trung. Những người con gái khác nói với nàng rằng nàng trở thành giống họ vì nàng đã chịu nhiều đau khổ và cố gắng bằng tất cả tấm lòng để có được một linh hồn bất diệt. Nàng sẽ có được một linh hồn của riêng nàng bằng cách làm điều thiện trong 300 năm. Với mỗi một đứa trẻ ngoan nàng tìm được, thời hạn đó sẽ rút ngắn một năm. Và với mỗi đứa trẻ hư hỏng gian ác, nàng sẽ khóc và mỗi giọt nước mắt của nàng sẽ thêm một tháng vào thời gian thử thách. Các em thân mến, nàng tiên cá đã trở thành một biểu tượng của đất nước Đan Mạch hiền hòa nhân ái. Câu chuyện của Andersen mãi nhắc nhở chúng ta về tấm lòng, sức mạnh của tình yêu thương, lòng vị tha và giúp chúng ta trân quý hơn cuộc sống được làm người. Để cảm nhận trọn vẹn câu chuyện nàng tiên cá và nhiều câu chuyện hay khác của Andersen, các em hãy tìm đọc truyện cổ Andersen nhé. Các em cũng có thể đón xem và nghe thêm một số câu chuyện của Andersen trong chuyên mục Góc Thiếu Nhi tuần sau. Để đón nhận thêm nhiều chương trình hấp dẫn khác dành cho thiếu nhi, các em hãy đăng ký kênh cùng bạn đọc sách nhé. Chúc các em luôn luôn hứng khởi và tràn ngập niềm vui với những cuốn sách bổ ích và lý thú. Cùng bạn đọc sách xin chào và hẹn gặp lại.